Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tổng quan về ngày. Xem ngày tốt xấu, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021. Tức ngày 23 tháng 5 năm Tân Sửu, là ngày hắc đạo. Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng hơn khi tiến hành các công việc lớn là xung ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Xung tháng, Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Nên xuất hành, hỷ thần hướng thần may mắn, tốt. Hướng Tây Nam gặp hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Hướng Tây Nam sẽ gặp tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. Hạn chế xuất hành hướng hắc thần, hướng ông thần ác, hướng Đông Bắc, xấu. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý gặp được cục diện tam hội nên đường tình duyên thêm phần thắm sắc. Những người đã có gia đình hài lòng với cuộc sống hiện tại và ai đang độc thân cũng thấy vui với những sở thích của riêng mình nên cũng không vội vàng trong chuyện yêu đương. Tuy nhiên, họa do thiên quan gây ra lại khiến công việc của những chú chuột xảy ra rất nhiều vấn đề mà bạn không lường trước được. Công danh sự nghiệp khó bề như ý bởi kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác tìm cớ để phá hoại, khiến cho bản mệnh điêu đứng. Cứ giải quyết xong rắc rối này lại thấy có phiền phức khác xuất hiện. Cả ngày con giáp này chỉ loanh quanh xử lý sự cố đã thấy hết thời gian, chẳng còn tâm sức đâu mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim, có sự thay đổi trong công việc, ý tưởng quyết định, hoặc công việc đang tiến hành lại có sự việc khác xảy ra khiến phải tạm ngưng hoặc thay đổi. Sự mong chờ có kết quả hoặc có tài lộc, có tin tốt lành về việc mình mong cầu. Có khách hoặc có bạn đến, hao tài về vui chơi, giao dịch. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự bận rộn về giải đáp, thư tín, đến hẹn, đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự. Tài lộc tốt, tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi, khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Mọi việc chỉ nên giới hạn, dù là cuộc vui hoặc giao thiệp cũng có nhiều sự bất lợi cho mình, hoặc chỉ là chuyện vui bình thường, dễ hao tài. Có người cần đến mình giúp đỡ hoặc nghe được tin xấu của họ. Sức khỏe không tốt, việc mong cầu thường không được như ý, chậm trễ, khó quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Sửu. Sửu hợi tương hội mang đến gia đạo êm ấm, gia đình hạnh phúc cho người tuổi Sửu. Vận trình tình cảm của người bản mệnh đang trên đà tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn những cơ hội để được hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ cuộc đời của mình với một người khác nữa. Hạnh phúc mà bạn có trong tay đang khiến nhiều người ghen tị đấy. Chẳng những gặp may trong chuyện tình cảm, con giáp này còn có đường tài lộc rộng mở nhờ sự che chở của thực thần. Bản mệnh có thêm những nguồn thu bất ngờ và rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Tiền bạc quan trọng, song đừng mải mê kiếm tiền mà đánh đổi cả sức khỏe của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng không nên quá đáng, nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ, hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi tuổi Đinh Sửu,
thuộc mệnh thủy. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Có tin buồn, có người đến đem lại sự bất lợi cho mình. Có tin không tốt của thân nhân, bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc. Tài lộc trung bình, nên tu bổ, dọn dẹp, làm những công việc cũ. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp, dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi Dần. Người tuổi Dần được quý nhân lục hợp nâng đỡ nên đón nhận những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và cả công việc của bạn. Việc hợp tác làm ăn nhờ vậy cũng suôn sẻ và dễ bề thành công hơn. Lại thêm sự xuất hiện của chính ấn càng tạo thêm những cơ hội lớn để những chú hổ đạt được thành công, hôm nay bạn có thể tiến hành một cuộc gặp gỡ nào đó để chia sẻ những ý tưởng thú vị của bản thân. Bạn cứ tự tin thể hiện những gì bạn đang có nhưng đừng tỏ ra kiêu căng quá là được. Ngũ hành tương sinh nên vận đào hoa của bạn đang khởi sắc. Còn chần chờ gì mà không tạo cho mình một cơ hội mới và bỏ chuyện cũ lại sau lưng. Chỉ khi sống cho hiện tại và tương lai bạn mới có thể đón nhận hạnh phúc của riêng mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Nên bền chí nhẫn nại với tình trạng hiện tại, mọi việc còn chưa sáng tỏ, nhưng cũng nên bày tỏ ý định của mình để dễ thảo luận khi thay đổi phương hướng làm ăn, công danh, tình cảm. Sự mong cầu về tiền bạc, tình cảm còn trong giai đoạn chờ đợi nhưng sẽ đến. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có cuộc vui nhỏ, sự đi lại, di chuyển, có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp, đi lại, chuyện tình cảm. Đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm. Công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Mọi việc dễ gặp sự trắc trở, không thuận lợi, dễ gây ra những chuyện buồn phiền, sức khỏe không tốt. Không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc. Dự tính của mình. Có tin xa, công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi. Có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa. Có sự hoàn trả nợ nần, chi phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt, chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên xem xét. Tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó khăn. Không nên để người khác nhúng vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng khi sử dụng đồ đạc, phương tiện, di chuyển. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão được tam hợp cục nâng đỡ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu thăng hoa tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết, cùng chung tay vun vén cho hạnh phúc gia đình. Với các cặp đôi,
Bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong tình cảm, đẩy hai người ra xa nhau. Ngày có thiên ấn nhập cục, những chú mèo cần phải năng động và sáng tạo hơn trong công việc. Chỉ khi bạn chủ động thể hiện, làm nổi bật lên ưu thế của mình thì mới có được sự tín nhiệm và đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày đề phòng đau ốm, hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe, tình cảm, tài lộc. Có tin buồn, tài lộc khó khăn, nếu có chỉ là sự vay mượn, tiền bồi thường, bồi hoàn. Có sự tu bổ, sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc. Chuyện tình cảm, hẹn ước nên đợi dịp khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Nên cẩn trọng trong mọi việc, và nên chú trọng vào công việc, nguyên tắc hơn là nặng về tình cảm mới tốt. Cuộc vui chơi nào cũng nên giới hạn, không nên kéo dài có hại. Tính toán gì cũng chỉ nên ngắn hạn và gọn ghẽ. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều chuyện phiền toái, rắc rối gặp trở ngại. Nên ra đi giải quyết công việc, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc, có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều tin tức không tốt, hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Sức khỏe không tốt, ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải rời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ. Nhà có hỷ sự, có khách hoặc có tin, có ăn uống, quà tặng hoặc được mời, có tài lộc, có sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thứ 6 này bị thương quan án ngữ trong vận trình nên phải đối mặt với không ít khó khăn xảy đến khiến công việc và cuộc sống của bạn trở nên bế tắc. Thời điểm này, bạn khó mà đạt được thành công trong công việc, vận trình tài lộc kéo theo đó cũng giảm sút trầm trọng. Mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ khiến những chú rồng chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời. Thủy thổ xung khắc còn gây ra những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này với người ấy. Cái tôi quá cao khiến cho tuổi Thìn lúc nào cũng muốn là người chủ động trong mối quan hệ, là người có quyền quyết định tất cả mọi vấn đề. Dù đã cố gắng tự nhủ với lòng mình không được xử sự vô lý nhưng bạn chẳng thể làm được. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Có tin xa, thuận lợi về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên e ngại khi đảm nhận các công việc khó khăn hoặc mới lạ. Sẽ có người hiểu được tài năng cũng như tâm tình của mình. Tài lộc dễ hao, tình cảm tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi chốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Có tin buồn về tình cảm, hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn, hẹn ước, có tin tức tốt ở xa. Có tài lộc, ngày có sự sắp xếp, sửa chữa, chỉnh trang mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Chuyện giao du tình cảm, ước hẹn. Họ hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông, hoặc không có được kết quả gì, chỉ là sự chờ đợi, khó khăn, buồn phiền, hao tốn. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến, nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người, ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy.
không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa, nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tỵ. Ngũ hành hợi Tỵ tương xung, hôm nay người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải chuyện buồn về tình cảm. Đôi bên mâu thuẫn, khúc mắc với nhau nhưng không tìm được cách giải quyết. Thậm chí trong lúc nóng giận còn nói những lời to tiếng gây tổn thương lẫn nhau. Những buổi hẹn hò đáng lẽ vui vẻ bên nhau thì hai người lại tiêu tốn vào việc tranh cãi, khiến cho tình cảm có phần rạn nứt. Nếu không nhanh chóng tìm cách hàn gắn thì có thể sẽ gây hậu quả lớn. Hôm nay hỷ thần ngụ tại phương Nam, một chuyến đi chơi trong ngày về hướng này có thể sẽ giúp bản mệnh xoay chuyển tình thế đó. Kiếp tài còn báo tin xấu về tài lộc khi mà con giáp này đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn về tiền bạc. Cứ ngỡ đã thoát khỏi cảnh túng thiếu thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể bản mệnh sẽ cần phải vay mượn tiền bạc khá nhiều để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi. Ngày có tài lộc, hoặc gặp được chuyện như ý. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu. Việc giao dịch, giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình chớ nên nghe lời bàn ra tán vào sẽ không có kết quả. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Có việc đi xa, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao, nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Mong cầu về tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải chia chác. Có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường, bởi vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối, hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính. Không nên nhúng tay vào chuyện công danh, tình cảm của người khác. Tử vi tuổi Ngọ. Tỷ kiên xuất hiện trong ngày thứ 6 này dự báo vận trình công danh của người tuổi Ngọ có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng. Mâu thuẫn phe phái, tranh giành đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau khiến bản mệnh dễ bị lôi kéo dính vào thị phi nếu không giữ được mình. Tốt nhất, bạn nên tỏ thái độ trung lập cũng như tránh xa những vụ tranh chấp, ẩu đả. Ngũ hành xung khắc cho thấy khoảng cách giữa bạn và nửa kia đang ngày càng xa hơn. Cuộc sống cơm áo gạo tiến khiến hai bạn dần thiếu quan tâm đến nhau. Nhưng lại thấy lo sợ mỗi khi nghĩ đến việc có thể đánh mất đối phương. Chính vì nỗi lo sợ mà nảy sinh sự nghi ngờ, không còn tin tưởng vào tình yêu bền vững. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021 dương lịch, tức ngày 23 tháng 5 năm Tân Sửu, là ngày Nguyệt Kỵ. Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày thuận lợi cho việc sửa chữa, tu bổ, chữa bệnh. Tài lộc vào ra thất thường, hoặc chậm chạp. Có sự gặp gỡ của thân nhân, bè bạn, gặp lại người cũ. Có người đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh công danh cũng như về tình cảm. Có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Làm gì cũng phải cầu việc đến ý kiến của quý nhân, thân nhân, không nên nóng vội.
mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, nên tự mình ra đi để tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Ngày có đám tiệc, gặp gỡ, có người đi xa hoặc có tin xa, nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại, có rủi ro chút ít. Có sự thuận lợi về tiền bạc, tài lộc, công việc làm ăn, hao tán về giao thiệp, hoàn trả nợ nần, giúp đỡ, tu bổ, mua sắm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối. Có tài lộc, có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Mùi. Cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi Mùi một ngày thứ sáu với vận trình vô cùng khởi sắc, may mắn cát tường, vạn sự như ý. Đường nhân duyên hanh thông rộng mở, những người đã có gia đình hay có đôi sẽ nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu. Còn với các bạn độc thân, hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn kết giao với những người bạn mới. Bạn nên tự tin hơn trong việc giao tiếp và cho đối phương có cơ hội để mở lời, có như vậy mới có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Thực thần mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp này phát tài phát lộc. Tuổi Mùi kiếm tiền rất tốt từ chuyện kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chẳng sợ không có tiền tiêu cuối tuần này. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, đề phòng rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Nhưng nếu là việc của chính mình thì nên xin ý kiến của người mình xem trọng. Ngày có nhiều âu lo, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, trắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, gièm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều công việc bận rộn cần phải lo toan giải quyết, và còn có nhiều vấn đề ở phía sau. Cho nên mọi việc đều nên cẩn trọng vì một khi đã làm thì khó có sự thay đổi. Gia đạo hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt, ngày không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Thân. Hợi Thân tương hại báo hiệu những điểm không lành có thể sẽ xảy đến với người tuổi Thân. Gia đạo kém an yên, bản mệnh cảm thấy bất lực khi không thể nào dàn xếp được mối quan hệ của những người thân trong gia đình.
tình cảm phần nào rạn nứt khi không ai chịu nhường nhịn ai. Bù lại, chính tài xuất hiện, đường tài lộc của bản mệnh khá hanh thông thuận lợi. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính, bản mệnh có thể yên tâm làm việc, không cần lo lắng. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên. Chớ nên ràng buộc nhau. Tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mích lòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lộc nhỏ. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc có liên quan đến tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn, dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi. Nên đi xa, di chuyển. Sự mong cầu về tin tức làm có trở ngại, hoặc có chuyện bất hòa. Có tin vui về chuyện tình cảm, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác. Sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy, có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả. Nên tiến hành công việc, không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Dù công việc dễ bị bỏ dở, hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi Dậu. Với người tuổi Dậu, thiên tài xuất hiện trợ vận, tiền bạc không phải là điều cần phải lo phiền với con giáp này ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay đầu tư tài chính. Người làm ăn kinh doanh bội thu tài lộc, người làm công ăn lương trong ngày nghỉ vẫn có cơ hội kiếm tiền khi bớt chút thời gian nghỉ ngơi của mình cho nghề tay trái. Hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ngũ hành tương sinh còn báo tin vui về tình duyên của những chú gà. Người có đôi sắp bước đến một nấc mới trong mối quan hệ hai người, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi không ngờ nhất. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, trắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vả. Có tin buồn. Nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Đề phòng sức khỏe không tốt, có chuyện buồn. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì không nên nhận lời, nên xem xét lại cho kỹ lưỡng. Nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến, giúp đỡ nhưng tài lộc, tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc,
nhưng hao tốn về giao thiệp, tu bổ, mua sắm. Tử vi tuổi Tuất. Bước sang ngày thứ sáu này có lẽ không phải là ngày may mắn với người tuổi Tuất. Thương quan cho thấy con giáp này thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc, có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải những rắc rối không đâu. Lỗi hoàn toàn đến từ phía tuổi Tuất nhưng bạn lại có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến mọi việc càng thêm phức tạp. Hãy nhận rõ vấn đề của bản thân để sớm tìm ra giải pháp giải quyết khó khăn hiện tại của mình. Ngũ hành thổ thủy xung khắc gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Vợ chồng ở với nhau lâu ngày khó tránh được những bất đồng, tranh cãi vì nhiều chuyện trong cuộc sống. Quan điểm khác biệt mà không ai chịu lắng nghe khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng nhiều hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Đi xa bất lợi, mọi công việc không nên tiến hành. Nếu có chỉ nên tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nơi ăn trốn ở, văn phòng, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, khó có kết quả. Có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Dù công việc có khó khăn đến mấy, nhưng nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự trắc trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức, vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật. Tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Khởi đầu công việc bao giờ cũng bận rộn, trắc trở hoặc chờ mong tin tức chậm, có sự rời hẹn. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn. Đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Hợi. Ngũ hành Hợi Hợi tự hình là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi hành xử bốc đồng. Nóng nảy hơn, từ đó cũng rất dễ tự tay làm hỏng mọi việc. Tâm trạng bất ổn khiến con giáp này có xu hướng trút giận lên người thân để giải tỏa cảm xúc. Bạn có thể đang khiến những người thân yêu nhất của mình tổn thương sâu sắc đấy. Chính quan độ mệnh, có thể thấy hiện tại bạn vẫn đang làm tốt các nhiệm vụ được giao, nếu có dư thời gian, bạn nên học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ các đồng nghiệp lâu năm. Hoặc nếu có thể nên tìm sách vở liên quan để đọc và tìm hiểu thêm sẽ rất tốt cho chuyên môn của bạn. Thủy khí vượng nhắc nhở con giáp này quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Bạn đang khiến cơ thể có dấu hiệu lao lực vì bị ép, làm việc quá sức đấy. Hãy chú ý nghỉ ngơi thích hợp. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn giữa mình và người thân. Bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Ngày có nhiều bất lợi, mọi sự đều phải cẩn trọng. Đừng vì tự ái, bất mãn, khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi. Có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng,
Hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có thể kết thúc trong việc mong cầu. Đề phòng có những sự việc xảy ra không đúng với dự tính và còn có nhiều vấn đề khúc mắc ở phía sau. Chỉ nên nghỉ ngơi, làm việc cũ, mua sắm, sửa chữa. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn. Mọi việc đều nên nhẫn nhịn, sức khỏe không tốt. Nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc, không nên có sự đương đầu. Nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên. Sự việc chớ để kéo dài thêm nữa. Hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.